Kính thưa quý vị, thời gian gần đây thì rất nhiều cuộc thi dành cho startup đã được tổ chức và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cộng đồng giới trẻ. Theo ý kiến từ nhiều thí sinh, dự thi là cơ hội để gọi vốn và tìm kiếm cộng sự. Tuy vậy thì có nên quá tô hồng lợi ích từ những cuộc thi hay không, và nên dự thi với tâm thế ra sao? Thiếu vốn, thiếu nhân lực là bài toán chung của không ít startup Việt Nam, đặc biệt là các dự án nhỏ, còn non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Để giải quyết bài toán đó, không ít nhà sáng lập trẻ đã chọn phương án tham gia vào các cuộc thi được tổ chức bởi các tổ chức phi lợi nhuận trong và ngoài nước như Societal Innovation Camp, Khởi nghiệp cùng Kawaii, Startup Wheel, v.v. Điểm chung các cuộc thi trên là tạo sân chơi để các nhà sáng lập trẻ đem ý tưởng và sản phẩm đến đông đảo cộng đồng. Từ đó có cơ hội gọi vốn từ các nhà đầu tư. Không chỉ thế, nhiều thí sinh dự thi với mong muốn tìm kiếm cộng sự có cùng đam mê và sở nguyện. Theo các startup trẻ, nhờ các cuộc thi mà ý tưởng và sản phẩm của họ được truyền thông miễn phí, tạo ra một cộng đồng yêu thích câu chuyện của sản phẩm trước khi tung ra thị trường. Đối với những cái startup khác thì suy nghĩ như thế nào? Nhưng đối với chính bản thân tôi thì tôi luôn sự tạo ra một cộng đồng khách hàng yêu thích sản phẩm của mình, yêu thích câu chuyện khởi nghiệp của mình trước và mới bán sản phẩm ra sau. Nhà tổ chức nhận định những cuộc thi như thế này để nhằm các startup gọi vốn hay tìm partner. Tuy nhiên, mục tiêu đó trở nên xa xôi khi cuộc thi chỉ là nơi để trau dồi kinh nghiệm. Mình sẽ train, mình sẽ làm việc với các bạn trẻ, mình cố vấn để các bạn ấy có thể học hỏi những kinh nghiệm hơn, có thể nhận được những kiến thức mà những người đã đi trước họ đã truyền tải lại rằng là hoặc là kiến thức về thị trường chẳng hạn, cái hiểu biết họ đã không có. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng các startup trẻ không nên quá kỳ vọng vào việc tham gia một cuộc thi. Một dự án đạt giải cao trong cuộc thi chưa hẳn được đầu tư. Nhiều startup ảo tưởng chỉ cần một ý tưởng là xong. Startup còn nhiều giai đoạn cần phải trải qua, mang tính chuyên nghiệp. Theo ông Lê Hải Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Mắc Bảo, nhiều startup trẻ dự thi với tâm thế săn nhà đầu tư, tuy có cơ hội thắng, nhưng cũng không phải là điều kiện tiên quyết để bắt đầu khởi nghiệp. Còn các bạn mà khởi nghiệp bằng cái hình thức là tham gia các cuộc thi, đi săn giải thưởng hay là đi gọi là đi săn nhà đầu tư, đi tìm kiếm cơ hội có tiền từ nhà đầu tư, thì tôi nghĩ cái đó nó không có khả thi. Tại vì nhà đầu tư họ chỉ đầu tư vào những cái dự án mà có thể sinh ra tiền, chứ không phải đầu tư vào những dự án đẹp đẽ để mà bỏ tiền. Vậy thì cái việc mà các bạn tham gia các cuộc thi là nên làm, nhưng chỉ để chứng tỏ là dự án của mình nó tốt và thực lực dự án nó phải có. Hạn chế những chuyện là tham gia để đánh bóng tên tuổi hay tham gia để cho có một cái nhìn rất là hồng hào đẹp đẽ về khởi nghiệp. Vậy nên, để giải quyết vấn đề về vốn khi thành lập startup, các chuyên gia khẳng định cần có một lộ trình cụ thể, nghĩa là cần biết nên phát triển sản phẩm ra sao để có tính thương mại cao, chứ không nhất thiết phải chạy theo các tiêu chí của cuộc thi để thắng giải. Thực ra thì là các bạn trẻ nếu như mà muốn khởi nghiệp thì việc đầu tiên các bạn phải suy nghĩ là làm sao mình kiếm tiền được từ cái việc khởi nghiệp của mình, chứ không phải là làm sao kiếm tiền được từ nhà đầu tư. Thì nếu như mà những bạn khởi nghiệp theo cái hướng đó, tức là làm sao cái công việc kinh doanh của mình nó có thể sinh ra lợi nhuận, có thể duy trì và phát triển doanh nghiệp mình được, thì các bạn đó sẽ phát triển, có cơ hội để phát triển được doanh nghiệp của mình. Ông Bình khẳng định dự thi không phải là cách duy nhất để các nhà đầu tư tìm kiếm các startup tiềm năng. Vì vậy, thất bại ở một cuộc thi không có nghĩa là mọi cánh cửa đều khép lại và ngược lại. Ngoài vốn ra, các chuyên gia cũng nhận định rằng startup trẻ cần trau dồi hơn ở những kiến thức và kỹ năng khác, đặc biệt là về quản trị doanh nghiệp. Nhưng liệu những kiến thức và kỹ năng này có thể học tập ngày 1, ngày 2 tại các cuộc thi hay không? Thực sự thì tìm kiếm nhà đầu tư thì cái mong muốn của các bạn là ban đầu có thể là các bạn mong muốn là sẽ kiếm được cái nguồn tài chính để có thể phát triển được cái startup của mình. Nhưng mà thực sự cái đó chỉ là một phần nhỏ trong cái chuỗi hành trình startup của các bạn thôi. Tại vì trong cái chuỗi mà các hành trình khởi nghiệp thì mình sẽ cần có những vị mentor, cần có đồng đội, co-founder và cần có những cái phương pháp, những cái hệ thống mà kiến thức để quản trị tốt và từ đó xây dựng sản phẩm nó tốt hơn. Tóm lại, môi trường khởi nghiệp tại Việt Nam đang đặt ra những rào cản buộc các nhà sáng lập cần có kinh nghiệm dày dặn và sành sỏi hơn. Muốn tìm cộng sự, gọi vốn hay bắt đầu khởi nghiệp sẽ cần những lộ trình bài bản hơn thay vì chỉ tham gia vào một cuộc thi nào đó.